khi mình bắt tay nuôi con gà ta rồi thì nó lại có một cái vấn đề xảy ra là cái con gà ta đẻ quá, chỉ có mong ước là bây giờ mình lấy con gà ta của mình lai nó mới nâng cao được cái năng suất đẻ. Mình muốn gà đẻ nhiều thì mình lai con gà siêu trứng, lai con gà siêu trứng thì nó lại ra cái đẻ ra thì cái trứng cái gà ra gà thịt đó cái lượng nó nhỏ, bán mà cái người thương lái nó mua là một cái lượng phải tròn. Con gà siêu trứng là cái lượng lúc nào nó cũng ốm, rồi qua con gà siêu thịt đó, thì cái lượng quá bự nên là không được. Thì cái vô tình thì ông thầy ông đưa giới thiệu cho một cái sản con gà là lưỡng tính của anh, nó là vừa đẻ mà vừa thịt, thì nó lại nó lai like, vô thì nó ra là cái con gà thịt của mình nó hợp với cái thị hiếu. Nhân đạo là cái là phải thưa và phải có sân chơi, còn giết mổ giờ là trước khi giết mổ là phải gây toán. Dạ đây là nó có sân chơi, nó có sân chơi. Cái nữa là em phải dòm cái lớp tấu của người ta. Lớp tấu lúc nào cũng phải khô để nó không bị bệnh gì viêm phổi đó, viêm phế quản. Thì nếu mà bị cái đó là người ta dùng kháng sinh ăn là thịt mình sẽ bị dư kháng sinh. Còn ở đây thì khi chú là gà trống thì nuôi riêng, thì gà mái thì nuôi riêng để cho nó cái độ nó phát triển nó đồng đều hơn. Chứ còn người ta thì nuôi trống mái, người ta nuôi lợn sạch. Quan điểm của hợp tác xã mình không phải là mình nuôi gà để rồi mình bán cho thương lái, mà nuôi gà để phục vụ người tiêu dùng. Ví dụ như mình cứ bán cứ cạnh tranh mà mình cứ lo mình xu tiền của mình mà mình cứ gà mà bị trồng như kháng sinh là cho là ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Mà cái anh này ảnh đồng ảnh phụ giúp xe xã là họ có xã của chú xã viên là coi như khoảng 80% coi như là giàu, nó giàu chứ không có khá nữa. Còn mấy coi như là 20% là những người là mới vô sao thôi. Có giàu không? Rồi, em quen cái nhà ra cái cửa nhà người ta như vậy nè. Anh nó thì làm thợ hồ, anh làm cho nhà chú hai kiệt á, là làm cái nhà đó đó. Thì bắt đầu mới quen rồi cái chú hai mới giới thiệu cho nuôi rồi chú hai mới giúp đỡ rồi nuôi tới giờ này. Hôm nay là 10 năm rồi. Vô hợp tác xã đó, là mình nuôi gà nó ổn định giá rồi mình yên tâm mình nuôi, mình không có sợ. Cũng như thí dụ nuôi ở ngoài nhiều khi nó lên thì cao quá còn tuột thì nó tuột mình nuôi lỗ, còn mình nuôi ở trong hợp tác xã thì nó không có bị lỗ, nó ổn định giá. Sân chơi của lúa gà cả gà đó. Đặc biệt là trong hộ cái xã chú là nuôi là phải có sân chơi, còn mấy cái hộ khác người ta nuôi. Thứ hai thấy cái cây tắc này
Hợp tác xã chú không phải là một thương lái kiểu cũ, mình là thương lái kiểu mới. Là ví dụ như bây giờ là chú ký hợp đồng, anh nuôi rồi mình lấy sản phẩm mình giết mổ rồi thì mình đi chào hàng với siêu thị rồi thì phải cao hơn ở ngoài trước rồi. Nhưng mà cái giá đó sẽ ổn định suốt năm. Hợp tác xã chỉ yêu cầu anh là coi như tôi mua anh giá 62-72 thì anh chỉ đóng lại một co 1.000 đồng, đóng để vô cái quỹ phúc lợi của hợp tác xã rồi. Thì quỹ phúc lợi là cũng lại phục vụ lại các anh thôi, cho nên là họ thấy là họ rất là yên tâm. Coi như là hợp tác xã là tập hợp những người yếu thế nhất của xã hội là ít vốn, chứ không phải là không có tiền. Tôi có tiền thì tôi xây nó cột xi măng, còn người ta không có tiền người ta lấy cột cây có gì cũng được. Người nào nghèo thì người ta theo làm theo nghèo, nhưng mà đúng theo quy định của cái trại. Xã viên trước đó, người ta không thích, tại vì trong này cứ gò bó quá. Không phải đúng phải gò bó, mình đúng theo quy định vậy đó. Mình đang hỏi vấn đề gì? Anh nuôi con gà, anh làm con gà đó ra, anh dám ăn không? Thì anh phải bán cho người ta, anh không dám ăn cho. Thực sự cô chú với mà mình đi đám giỗ, đám cưới gì đó, sợ mà sẽ thịt gà không dám ăn. Mình thấy rồi, thấy. Thế là tồn dư kháng sinh là cái chắc ở trong đó rồi cái cách nuôi họ là vậy đó. Tường ơi! Tường ơi! Ông đâu rồi? Rồi, bà ngủ được rồi đó. Ông đâu rồi? Anh ơi! Anh hai chưa nè? Đi nhậu ông ơi! Thì là chị Trần Thị Lệ đây, bà chủ nhà đâu mất rồi. Đó. Ông này chủ tịch nhà còn bà kia bí thư. Hồi xưa ảnh đây là cái trại chăn nuôi heo với lò nấu rượu. Rồi ảnh nuôi gà đến giờ phá sản cho nên ông phá chuồng heo với phá cho cái lò rượu thành cái chuồng gà luôn là phá sản. Anh này với anh hồi nãy đẳng đó là ngoài ảnh là có cái tay nghề xây dựng cho nên nhiều khi thợ hồ, cho nên nhiều khi mà những cái thành viên mới á không biết cái các chuồng trại này thì hai ông đến ông chị ông rành rã rồi ông làm sao là ngon lắm. Đúng theo tiêu chuẩn luôn. So với những ông già ta khác, thịt gà này là rất là ngon. Tại vì cái quy trình nó nuôi là khi mưa là khác ở ngoài rất là sao. Cũng như ở ngoài là cho ăn là 24-24, còn mình ở đây là cho nó ăn là tới 3 giờ là mình cắt máng ra này. Để cái mình nuôi cái gà ngày, mà khi mà mình nuôi là mình cho ăn xuyên suốt như vậy là không có rẻ được. Đúng là gà trống là 3,5 tháng, gà nái là 4 tháng. Cái thành quả của chú là thứ nhất là chú để lại cái quy trình chăn nuôi, với thứ hai nữa là cái cuộc sống của thành viên của chú. Thì chú nuôi khoảng được 2 năm, thì chú mới làm cái dự thi cái sáng tạo khoa học của tỉnh đó, thì hội đồng đã cấm sao không biết sao mình được hạng nhất. Không biết sao mình được hạng nhất. Chú mới thấy là nó cái khi mà mình vô hợp tác xã nó có cái điều lợi là khi mình có một số lượng lớn để mình ký được hợp đồng. Nhưng mình muốn duy trì hợp đồng đó, là cái chất lượng mình phải đồng đều.